Chào em. Tặng nhìn... quà tặng cáp rồi đi. Dạ. Trời ơi. Rồi nhìn không có tặng quà luôn rồi. Em nhìn cái em đam mê. Đam mê luôn hả? Hôm nay đến với anh cũng có một cái bó hoa anh gửi em. Thì nãy mọi người đều có rất là nhiều bông, mà riêng anh chỉ có một bông. Tại vì anh muốn em là duy nhất của anh. Không cần là ai, không có một ai khác chen vô được nữa. Anh xin tặng em. Dạ em cảm ơn. Và đó thì bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Dạ. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra là nó vàng đó, mà nó dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Là sao? Chị Vi bả tới đột xuất quá, cái tờ vàng nó gớt bạc. Chết rồi. Trời ơi. Bây giờ ông phụ đi chứ, bây giờ tay nó dày mà nó lắc, nó đeo kiểu gì? Làm sao cho ra thì tùy nó. Trời đất ơi. Không ra là không về luôn á. Hỗ trợ đi tội. Cứ cầm nhịp đó hỗ trợ nè. Tình yêu để tự. Đó thấy chưa? Ra rồi giờ không vô được luôn. Có cách nó ra mà. Không biết sao nó rung quá. Bạc đây là không phải là bạc tình bạc nghĩa đâu nha, mà ý nghĩa là răng long đầu bạc á. Đó, răng long đầu bạc rồi. Tại anh một chai nước súc miệng thì... Trời ơi. Ta bác sĩ răng mà. Không có, em tưởng đâu là tặng cho em cái vé để em tẩy răng hay cạo vô răng. Qua chỗ đó nãy giờ thì em thấy anh như thế nào? Tại vì anh thấy là anh trai nói anh có vẻ khó, nhưng mà anh là người miền Tây nên là rất là dễ dãi, phóng khoáng lắm. Bởi vì anh muốn tìm một bạn nữ kiểu chín chắn hơn anh, cứng rắn hơn, nói chung là trên cơ hơn xíu á. Nhưng nó kiềm anh tính mỗi lần mà đi nhậu với ông nội bạn thân nè. Dạ. Đi với bạn thân là ngủ quên tại mâm luôn, xỏa. Bởi vì cần người. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt sân khấu ha. Dạ. Bạn trai giới thiệu cho đàn gái nghe luôn nha. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn nữ kế bên. Em tên là Trần Văn Lượng, năm nay em 24 tuổi. Sinh ra ở Cà Mau, còn lớn lên thì ở nhiều nơi lắm. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lượng làm gì? Dạ, em làm đủ nghề hết. Đôi khi làm điện, làm lạnh, rồi đôi khi máy lạnh hư cũng sửa. Em làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn làm đủ thứ việc luôn. Dạ. Làm ở Lượng làm ở quận mấy? Dạ, ở quận nhất ạ. Rồi mời nhà gái. Chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Lý, con đến từ Đắk Nông, hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang làm việc trong một phòng khám nha khoa Sài Gòn. Con mới 26 tuổi. 26 lớn hôm nay 2 tuổi đó. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Cũng được. Bây giờ mình nói điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi. Và con thì có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng, dễ hòa nhập với môi trường. Còn điểm yếu của con thì con hơi nóng tính một chút xíu. Hơi nóng tính? Dạ. Khi nào mình làm việc mà căng thẳng ấy thì thường mình hơi bị stress, mình hơi khó tính một chút xíu ấy. Nhưng mà lúc đó mình làm gì? Mình giận dữ, mình đập bàn hay mình run rẩy lên, mình xỉu ví dụ. Cố gắng kiềm chế lại và tiếp tục làm công việc của mình chứ không... Tiếp tục làm đúng không? Rồi, mời anh trai. Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập, thẳng thắn. Còn điểm yếu là đôi khi thẳng thắn quá người ta mất lòng người ta. Đúng rồi, đúng. Dạ. Nhiều khi mình nói thật nhưng mà người ta đau lòng, phải không? Dạ. Thí dụ như mập là mình nói chị đó hơi mập. Vậy thôi nha. Nói vậy mà cũng nói được á, thật sự á. Mình nói về cái tình trường của mình đi. Con đã trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là do bạn trai kia kiểu như là con không cần một người giàu có đâu, nhưng mà người đó phải có ý chí tiến thủ để cố gắng lo cho tương lai của hai đứa. Nhưng mà người đó lại không có sự nỗ lực á. Mối tình đã được khoảng 8 tháng. Mối tình thứ hai thì người đó lại cũng khá là giỏi, anh ấy mở công ty, nhưng mà do là cái kiểu người ta giỏi ấy, người ta lại có đòi hỏi những cái kiểu như người phụ nữ là giỏi viết nước, đảm về nhà. Con cảm thấy là không phù hợp là ấy. Hơi gia trưởng đúng không? Đúng không? Con cho nên con đều chia tay. Sau một đó người chia tay. Một người ở cực này, một người ở cực này. Đúng không? Dạ. Vậy cái người đàn ông bên mối đây tình, sao? Em nói cho bà mối nghe đi. Chào chị. Chào cưng. Dạ, em từ trước tới nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi ạ. Đó là thời âm học đại học. Quen bạn đó từ trong suốt quá trình học cho tới khi ra trường luôn. Thì sau khi ra trường tụi em đi làm việc xa nhau á. Bạn thì ở dưới Bạc Liêu, còn em thì chuyển lên Sài Gòn công tác. Bắt đầu lập nghiệp trên Sài Gòn. Mọi chuyện đều im đềm, không có vấn đề xảy ra hết. Được một cái hôm đó bạn nhắn tin rồi chia tay em. Và lấy một lý do rất là đơn giản thôi. Tại em nhỏ con. Thật ra nhỏ con không phải là không chăm lo, không quan tâm, chăm sóc hay là không thách khe được rating cho bạn gái. Nhưng mà kiểu người ta vẫn quan điểm là không có
xứng đôi vừa lứa. Dạ. Trời ơi em gái. Nè ta xinh xắn nè trời. Cái gì thương quá đậu đất luôn vậy đó. Giờ muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Cao. Cao. Không được hói. Mà răng đẹp. Chết chắc. Đừng nói chữ hói ở đây. Con người ta lớn lên bị càm ràm quá thì nó cũng sẽ hói thôi. Hói người ta tài giỏi, hói mà ta yêu thương. Con gái ơi. Dạ. Trai cũng hơi cao một chút thôi. Cũng cao mấy, tròn cao thì cũng hơi khó. Răng thì cũng đẹp. Hơi chưa đẹp chút thôi. Tóc thì cũng sương sương. Nó cũng sương sương hói. Không biết nó có phát triển nó không thì chưa biết. Mình thấy sao? Nhưng mà em đòi hỏi là cao bao nhiêu nè? Cao trên 1m65 ạ. Mình cao bao nhiêu nhỉ? Con gớt nằm nút luôn á. Con gớt nằm nút luôn á. Là 1m6 hả? 1m6. Ví dụ như người ta tuổi trẻ tài cao. Đúng rồi. Hay là người ta là cái người đàn ông của một cái sự một cái có một cái sự nghiệp rất là tốt khi mà ở tuổi trẻ, rất là cầu tiến. Bạn suy nghĩ như thế nào? Cái này để em xem xét lại. Cái này để em xem xét lại. À, em gái đi với ai vậy? À, em đi với anh trai ạ. Chào anh Quyền Ninh, chào chị Hồng Vân, toàn thể chương trình và các bạn khán giả ở đây. Em là anh trai ruột của bạn Ní. Thì theo anh thấy thì bạn Ní cũng hơi khó tính một tí. Nếu mà bạn Nam mà có đồng ý tiến tới với bạn thì cũng phải đừng có gia trưởng quá với bạn đấy. Bạn ấy hơi khắt khe. Anh thấy bạn Nam thì bạn Nam cũng được phong độ đẹp trai. Còn hai bạn thì theo anh thì cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Anh đi với ai? Dạ, em đi với anh họ em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Thì anh là anh họ của Lượng. Thì Lượng là một người anh rất là tự hào, có chí cầu tiến và tự lập. Ngoài ra Lượng còn biết làm việc nhà, cũng có sự nghiệp tương đối ổn định. Tuy nhỏ thôi nhưng mà Lượng có thể che chở được cho em. Còn bạn gái bên đây là Lượng ơi, tuyệt vời. Dù có cỡ nào thì cũng phải bấm nút đi hai về ba nha Lượng. Nhỏ nhưng mà có vỏ ha. Người quan trọng lắm. Thôi mở rào. Quay qua đúng rồi. Chào em. Tặng nhìn quà tặng cáp rồi đi. Dạ. Trời ơi. Lo nhìn không có tặng quà luôn rồi. Em nhìn cái em đam mê luôn. Đam mê luôn hả? Hôm nay đến với anh cũng có một cái bó hoa anh gửi em. Thì nãy mọi người đều có rất là nhiều bông mà riêng anh chỉ có một bông, tại vì anh muốn em là duy nhất của anh. Không còn là ai, không có một ai khác cho em vô được nữa. Anh xin tặng em. Dạ em cảm ơn. Bài đó thì bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Dạ. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra là nó vàng đúng không, mà nó dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Làm sao? Chị Vi bả tới đột xuất quá, cái tờ vàng nó gớt bạc. Chết rồi. Trời ơi. Bây giờ ông phụ đi chứ, bây giờ tay nó dày mà nó lắc nó đeo kiểu gì? Làm sao cho ra thì tùy nó. Trời đất ơi. Không ra là không về luôn á. Hỗ trợ đi tội. Cứ cầm nhịp đó hỗ trợ nè. Tình yêu để tự. Đó thấy chưa đó. Ra rồi giờ không vô có được luôn. Nó ra mà. Không biết sao nó rung quá. Bạc đây á là không phải là bạc tình bạc nghĩa đâu nha. Mà ý nghĩa là răng long đầu bạc á. Đó, răng long đầu bạc rồi. Tặng anh một chai nước súc miệng thì... Trời ơi. Ta bác sĩ răng mà. Không có, em tưởng đâu là tặng cho em cái vé để em tẩy răng hay cạo vô răng. Qua chỗ đó nãy giờ thì em thấy anh như thế nào? Tại vì anh thấy là anh trai nói anh có vẻ khó, nhưng mà anh là người miền Tây nên là rất là dễ dãi, phóng khoáng lắm. Bởi vì anh muốn tìm một bạn nữ kiểu chín chắn hơn anh, cứng rắn hơn, nói chung là trên cơ hơn xíu á. Nhưng mà kiềm anh tính mỗi lần mà đi nhậu với ông nội bạn thân nè. Yeah. Đi với bạn thân là ngủ quên tại mâm luôn, xỏa. Bởi vì cần người giúp em về. Em thì em cũng hơi khó tính. Em cũng có quy tắc riêng của mình. Ví dụ như là em không thích người đến trễ. Em cũng không thích người mà keo kiệt quá, gia trưởng. Em không thích người như thế. Mấy cái đó em yên tâm, anh không có nào hết trơn. Nhậu nhẹt thì em nghĩ là nên nhậu nhẹt thì giữ gìn sức khỏe, chỉ nhậu mức vừa phải thôi. Lâu lâu ví dụ mà có đối tác khách hàng lớn thì bắt đầu mới kiểu người ta mời mình mới nhậu thôi. Em có thường đi du lịch thôi.
Khi có dịp thì em sẽ đi thôi. Em thích đi biển. Em thích anh đi thường thường là hay thích đi đâu? Anh đâu anh cũng thích đi chứ, anh chân đi mà. Hiện nay là anh đang làm việc và sống ở Sài Gòn luôn đúng không ạ? À, đúng rồi, anh làm việc và sống ở Sài Gòn nhưng mà anh chưa có nhà. Hiện tại anh đang ở trong khách sạn luôn. Dạ. Nhất là một phần là để tiện cho công việc á. Thứ hai là ở đó giờ giấc nó hơi nghiêm khắc xíu để đỡ đi chơi với mấy ông nội này, mấy công hư. Dạ. Tại vì mình kiểu mình tiết kiệm á chị. Trời ơi, mức giá nhà ở quận Nhất mắc lắm. Ít nhất cũng phải 3 triệu rưỡi một tháng. Khách sạn của em ở quận Nhất luôn. Dạ, mà ngay phố Tây đường Phạm Ngũ Lão. Rồi thôi xong đó, hiểu à. 24 tuổi vậy là quá giỏi luôn á nha. Em tự lập từ nhỏ mà. Bây giờ em nãy lúc đầu có giới thiệu là em không có, em sinh ra thôi nhưng mà em lớn lên ở nhiều nơi. Thì giai đoạn từ nhỏ cho tới học hết cấp 1 là em ở Cà Mau. Sau khi bắt đầu đầu năm học lớp 6 là em chuyển lên trên Lâm Đồng em sống. Em sống với cô em, tại vì cô em lớn tuổi nhưng mà không có gia đình. Sau một thời gian thì dưới quê em, ba mẹ em có một số việc sự cố nên là ngoại muốn. Bắt đầu em mới chuyển về. Về quê nhưng mà cũng không có ở với ba mẹ nữa. Lúc đó có cái chòi tôm á. Mà nhỏ con, hồi nhỏ sợ ma nữa mà không ai giữ vuông hết. Đẩy em ra ngoài đó. Em giữ vuông mỗi đêm mà gió nó xào xào đâu dám ngủ đâu. Qua nhà ông hàng xóm gọi cửa cho ngủ ke. Rồi xong cái mọi thứ em đều lo làm được hết. Nên là khi mà hai đứa mình có đến với nhau á, thì việc nhà em cứ yên tâm, anh bao hết. Yeah. Em chỉ có việc ăn uống đi làm và làm đẹp thôi. Tuyệt vời ha. Rồi xong rồi, yeah. Sau khi rồi tiếp tục đi học đại học. Khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở nhà có được khúc à. Còn nhiều là sống ở ngoài đời không à. Mọi thứ đều phải tự lo hết. Đây là một người đàn ông bản lĩnh đó. Anh quan niệm là yêu là phải chân thật. Thứ nhất là đừng có im lặng. Im lặng giống như là cái bệnh ung thư vậy đó. Mà giai đoạn cuối á, ghiết hồi nó ra đi luôn hồi nào không hay. Có gì nếu mà em không thích anh, không hài lòng anh ở vấn đề gì đó thì em có thể nói trực tiếp anh. Còn thí dụ mà khó nói quá, hai đứa mình hẹn nhau ca nhậu đi. Nhậu vô có can đảm nói được hết. Thật ra cái suy nghĩ và quan điểm của anh cũng khá giống em. Em thì nghĩ tình yêu nó phải chân thật, chân thành đến từ hai phía và sự lắng nghe và chia sẻ của hai người. Cho dù hôm nay quyết định của em là thế nào, nhưng mà quyết định của anh đã đến đây, mình đã mất mấy chục năm trời mới tìm được em mà. Nên là có nào cỡ anh cũng sẽ bấm nút. Tăng hết thời gian. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 2 3 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cô ấy đã thay đổi về quan điểm sau khi gặp anh ấy. Nào hãy nắm tay hẹn hò với nhau. Chính thức rồi đó. Ha. Còn chần chừ gì nữa, trao nhau nụ hôn đầu nào. Em xin phép anh cho em hôn bạn Lý ạ. À. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám thế giới sắc đẹp, giúp bạn trắng da, bật tông, trẻ hóa da. Đặc biệt chỉ dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân.